Xin kính chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nga tấn công các sân bay Ukraine dự kiến là nơi tập kết máy bay phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine, nơi dự kiến sẽ là điểm tập kết các máy bay chiến đấu do phương Tây viện trợ, bao gồm cả những máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm vào sáng ngày 27 tháng 6, sử dụng vũ khí tầm xa trên biển, tên lửa siêu thanh Kinhan và máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine, những nơi dự kiến sẽ tiếp nhận máy bay từ các nước phương Tây. Cuộc tấn công đã đạt được mục đích, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị nhắm trúng. Bộ Quốc phòng cho biết thêm mà không nêu rõ số lượng hoặc vị trí các sân bay bị tấn công. Trước đó, ông Sergei Ryabkov, quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Kiev đã có kế hoạch về số lượng máy bay F-16 mà nước này dự kiến nhận được trong năm nay và năm sau. Cụ thể, số lượng máy bay đồn trú Ukraine phụ thuộc vào số lượng phi công được đào tạo. Ông Ryabkov cho biết, đến nay đã có 4 quốc gia đồng ý viện trợ F-16 cho Ukraine là Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan. Mặc dù không nêu rõ chính xác có bao nhiêu máy bay sẽ được chuyển giao, nhưng ông khẳng định con số này là từ 30 đến 40 máy bay và có khả năng sẽ có thêm nhiều máy bay nữa trong tương lai. Cho rằng Kiev sẽ không có đủ phi công để vận hành tất cả số máy bay F-16 được viện trợ. Ông Ryabkov đề xuất hồi đầu tháng này rằng một số máy bay có thể được tập kết tại các căn cứ ở các nước láng giềng. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh vào tuần trước rằng kế hoạch là đưa F-16 tới Ukraine. Theo thỏa thuận an ninh 10 năm được ký gần đây giữa Washington và Kiev, các máy bay chiến đấu sẽ phải đóng tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng cảnh báo rằng Moscow sẽ coi việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là mối đe dọa hạt nhân, vì các máy bay này từ lâu đã được sử dụng như một phần trong sứ mệnh hạt nhân chung của khối do Mỹ đứng đầu. Ông Lavrov nhấn mạnh các máy bay do Mỹ thiết kế sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường và sẽ bị bắn hạ như bất kỳ loại vũ khí nước ngoài nào khác được cung cấp cho Ukraine. Nga phá hủy pháo tự hành đất cung cấp cho Ukraine ở Donbass. Thêm một khẩu pháo tự hành PZH-2000 mà Đức cung cấp cho Ukraine đã phát nổ do trúng đạn từ pháo hạng nặng của quân đội Nga. Quân đội Nga công bố một video ghi lại khoảnh khắc pháo tự hành Panzerhaubitze PZH-2000 155mm được Đức cung cấp cho Ukraine bị pháo binh Nga phá hủy ở thị trấn Adivka, mặt trận quan trọng ở vùng Donbass. Theo đoạn video được công bố, phương tiện này trước đó đã bị máy bay trinh sát không người lái của Nga phát hiện và theo dõi. Sau đó, vị trí của mục tiêu đã được truyền về đơn vị pháo Marka 2S7M 203mm. Trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã triển khai hàng loạt pháo tự hành BZH-2000 được Đức cung cấp. Theo nguồn tin nội bộ từ Kiev, Ukraine gần đây đã bắt đầu sử dụng các khẩu pháo này tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine đã nhận được 28 khẩu pháo BZH-2000, trong đó nhiều phương tiện đã bị quân đội Nga phá hủy bằng pháo binh và máy bay không người lái. Đầu năm nay, Berlin cam kết cung cấp thêm 18 khẩu pháo loại này cho Kiev. BZH-2000 là pháo tự hành có cỡ nòng 155mm, được hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng Kraumefinkwegen và Rheinmetall phát triển từ những năm 1980. Pháo được trang bị động cơ diesel MTU-MT 881KA500, công suất 1.000 mã lực, cho phép nó di chuyển với vận tốc 60 km/h, tầm hoạt động 420 km. Ông Putin vạch hướng đi khắc phục điểm yếu của Hải quân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo phương án nhằm giúp Hải quân nước này tránh được những cuộc tấn công tầm xa của đối thủ và nâng cao năng lực tác chiến. Newsweek đưa tin, Tổng thống Putin nhận định rằng Hải quân Nga có một số khía cạnh dễ bị tổn thương khi cuộc xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm. Ông Putin cho biết Nga có kế hoạch nâng cấp toàn diện lực lượng hải quân khi Moscow nỗ lực nhanh chóng xây dựng lại hạm đội, vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin cho biết, để tăng cường khả năng phục hồi chiến đấu của lực lượng hải quân cần tăng cường sức mạnh và đặc biệt chú ý đến việc triển khai nhanh chóng các hệ thống phát hiện mối đe dọa từ xa, bao gồm cả máy bay không người lái. Tổng thống Nga chỉ thị cần phải bảo vệ hạm đội của chúng ta khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào căn cứ hải quân và khu vực hoạt động của tàu chúng ta, phát triển máy bay trinh sát của hạm đội, xây dựng lực lượng, phương tiện trinh sát điện tử và tác chiến điện tử. Ông Putin bình luận về Hải quân Nga tại cuộc họp về đóng tàu ở Moscow hôm 26 tháng 6. Ông cho rằng Hải quân Nga phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ xa, đòi hỏi phải trang bị hệ thống phát hiện mối đe dọa hiện đại. Ông nhấn mạnh Hải quân Nga vẫn đang tiếp nhận thêm tàu chiến và xuồng. Nga có kế hoạch nâng cấp toàn diện hải quân, bao gồm tàu, máy bay và các cơ sở ven biển cũng như cơ sở hạ tầng của các căn cứ nhằm củng cố vị thế của hải quân tại những khu vực chiến lược quan trọng trên đại dương thế giới và cải thiện đáng kể tiềm năng chiến đấu của hải quân. Rất nhiều việc đã được thực hiện trong lĩnh vực này khi hải quân của chúng tôi đang nhận được các tàu mới. Ông Putin nói và cho biết thêm rằng việc sửa chữa và tân trang sâu rộng các thiết bị đang được tiến hành. Ông tuyên bố rằng hơn 40 tàu và xuồng sẽ được giao cho Hải quân vào năm 2024, so với con số 24 chiếc vào năm 2022 và 33 chiếc vào năm 2023. Trong thời gian qua, hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu áp lực trước hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine. Kiev nhiều lần tuyên bố dùng xuồng tự sát và tên lửa tầm xa, cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến hạm đội Biển Đen của Nga bị tê liệt. Dmitry Peskov, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, hồi tháng 3 cũng nói rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Nga chưa bình luận về con số này. Nga nâng cấp xưởng sản xuất máy bay ném bom Tu-160M mới. Ngày 27 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga UAC đã hoàn tất việc nâng cấp 3 nhà máy chuyên sản xuất máy bay ném bom Tu-160M. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa phi đội Tu-160M của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, VKS. Dự án nâng cấp được khởi động vào năm 2016 sau khi Bộ Quốc phòng Nga quyết định khôi phục sản xuất Tu-160M. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt Tu-160M mới và hiện đại hóa các mẫu máy bay Tu-22M3 và Tu-160 cũ tại các cơ sở sản xuất của nhà máy hàng không Kazan. Từ năm 2016 đến năm 2024, 10 nhà máy sản xuất đã được hiện đại hóa tập trung vào các khu vực sản xuất, khu vực lắp ráp cơ khí và trung tâm thử nghiệm bay. Việc nâng cấp được tài trợ bởi UAC và Technodynamica thuộc tập đoàn Rottech. Hiện tại, 9 cơ sở đã hoàn thành hiện đại hóa và nhận được giấy phép hoạt động. Việc xây dựng quy trình xử lý nhiệt và sản xuất lớp phủ đạt 86% tiến độ. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga dự kiến giao 10 chiếc mới cho VKS từ năm 2018 đến năm 2027. Ngoài ra, nhà máy còn có thể sản xuất hàng loạt máy bay dân dụng Tu-214. Tu-160M là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom Tu-160 Thiên Nga Trắng huyền thoại. Máy bay được trang bị động cơ NK3202 cải tiến, hệ thống điện tử hàng không, thiết bị vô tuyến và hệ thống điều khiển hoàn toàn mới, cùng hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Chiếc Tu-60M hiện đại hóa đầu tiên bắt đầu thử nghiệm cấp nhà nước vào tháng 7 năm 2023. Chuyến bay có sự góp mặt của phi hành đoàn lực lượng hàng không vũ trụ Nga cùng các nhà phát triển. Nga phá hủy 3 bệ phóng HIMARS trong 24 giờ. Ngày 26 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã phá hủy 3 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất cùng nhiều tổ hợp hỗ trợ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hệ thống bệ phóng HIMARS của Mỹ tại Ukraine được trang bị nhiều công nghệ và vũ khí hiện đại, bao gồm hệ thống phóng đa năng có khả năng phóng tới 6 rocket dẫn đường hoặc một tên lửa chiến thuật đất đối đất ATACMS trong một lần phóng. Các rocket dẫn đường M30, M31, GMLRS có tầm bắn khoảng 70 đến 90 km và độ chính xác cao nhờ vào hệ thống định vị GPS và dẫn đường quán tính INS. Tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn xa hơn, từ 165 km đến 300 km. Hệ thống này được lắp đặt trên xe tải, FMTV có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình, tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống liên lạc để nhận lệnh và dữ liệu mục tiêu. Thiết kế gọn nhẹ và tính cơ động cao của HIMARS giúp dễ dàng vận chuyển và triển khai nhanh chóng đến các khu vực chiến sự. Việc phá hủy 3 bệ phóng và một phương tiện vận tải là một thành tựu quan trọng của quân đội Nga, vì những hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chiến thuật với đối phương với độ chính xác và tầm bắn cao, khiến chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường. Các hoạt động tiêu diệt hệ thống HIMARS được thực hiện bằng phương tiện hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh. Cách tiếp cận tích hợp này đã giúp quân đội Nga tấn công thành công các mục tiêu và vô hiệu hóa mối đe dọa từ hệ thống HIMARS. Đáng chú ý là quân đội Nga cũng đã thành công trong việc đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV. Trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ 76 máy bay không người lái UAV của Ukraine, cho thấy hiệu quả cao của hệ thống phòng không Nga trong điều kiện chiến đấu hiện đại. Ngoài ra, quân đội Nga đã tấn công xưởng lắp ráp và các địa điểm chuẩn bị cho việc phóng UAV, cùng với các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 109 khu vực. Những cuộc tấn công này nhằm mục đích làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này. Tính đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 613 máy bay chiến đấu Ukraine, 276 máy bay trực thăng, 26.642 máy bay không người lái, 533 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.433 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.353 bệ phóng tên lửa đa nòng, 10.913 súng pháo dã chiến và súng cối cùng các loại vũ khí khác và 22.975 xe cơ giới quân sự đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh đây là những thành tựu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Kiev thất thủ gần Sinkovka, Nga tăng tốc ở Kupiansk. Nga tiến nhanh ở Kupiansk. Kênh Military Summary đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga do phía Mỹ khởi xướng. Ngay sau thông báo này, người ta nhìn thấy một chiếc máy bay của chính phủ Nga trên cổng thông tin theo dõi chuyến bay Flightradar24 khởi hành từ Moscow tới New York. Chính phủ Ukraine hiện bác bỏ hoàn toàn kế hoạch đàm phán hòa bình. Tại khu vực Kupiansk, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Petropavlivka. Theo dữ liệu định vị địa lý, họ đã tiến lên khoảng 1,5 km. Theo hướng Siversky, các báo cáo chỉ ra rằng lực lượng Moscow đã chiếm được làng Krasnolivka, mặc dù không có xác nhận trực quan nào về điều này. Ukraine thất thủ gần Sinkovka. Kênh Readovka đưa tin lực lượng Moscow đã chiếm được một vị trí quan trọng của đối phương gần làng Sinkovka, một thành trì kiên cố của lực lượng Kiev trong khu vực Kupiansk và án ngữ bảo vệ thành phố Kupiansk từ phía bắc. Cụ thể, trên mặt trận Kupiansk, quân Nga tiếp tục bao vây Stelmakovka nằm ở phía nam thành phố. Để tạo điều kiện thuận lợi cho mũi tấn công chủ yếu, lực lượng Moscow đã phát động cuộc đột kích vào Hút, một vị trí quan trọng nằm ở phía đông Sinkovka. Lực lượng Kiev đã biến khu vực xung quanh ngôi làng thành một hệ thống công sự hỗ trợ lẫn nhau bằng hỏa lực. Bản thân Sinkovka đã trở thành tuyến yểm trợ chính cho Kupiansk từ phía bắc. Trong một cuộc tấn công mãnh liệt, nhóm lực lượng Kiev tại Hút đã thất thủ. Việc kiểm soát vị trí này theo thời gian sẽ không chỉ cho phép Nga tiếp cận sườn và phía sau của đối phương ở Sinkovka mà còn có thể tiến về phía Petropavlivka. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bằng cách chiếm giữ Hút, lực lượng Moscow đã tạo ra một tình thế căng thẳng cho đối phương. Do một phần lực lượng bị bao vây, Kiev sẽ không thể chuyển sang các khu vực khác được nữa. Ukraine phản công ác liệt ở Avdiivka. Kênh Riba cho biết, trong ngày qua, quân đội Nga tấn công các cơ sở của đối phương ở Kharkov, Belgorod, Dnipropetrovsk, Odessa và Nikolaev. Ngược lại, lực lượng Kiev tiếp tục pháo kích vào khu vực biên giới Nga và cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương ở vùng Smolensk bằng UAV. Tại khu vực Kupiansk, Vatovo, quân Nga đang tiến về Petropavlivka từ Olshana, đồng thời cũng đã mở rộng vùng kiểm soát trên các hướng tiếp cận Stelmakovka. Ở Avdiivka, quân Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương tại khu vực Yasnorodovka và đang tiến hành các trận chiến ác liệt tại khu vực Sokol và Novobokrovskoye. Tại khu vực Remaivka, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Staromakoye và ở Urozhanoye. Uranska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26 tháng 6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày, 116 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra trên mặt trận. Báo cáo có đoạn, Nga tiến hành 43 đợt không kích, thả 57 quả bom KAB. Ngoài ra, đối phương còn triển khai 359 UAV và thực hiện hơn 2.700 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí. Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sevetsky, Ramatos, Torres. Đối phương đang tấn công mạnh mẽ vào tuyến phòng thủ tại Borovsky. Trên mặt trận này, trong ngày họ đã tăng cường nỗ lực, tổng cộng 37 cuộc tấn công đã được thực hiện. Tại Kurakovsky, Nga thực hiện 8 lần xung phong nhưng đều không thành công, báo cáo viết. Trong ngày, lực lượng không quân và tên lửa pháo binh Ukraine đã tấn công 15 khu vực tập trung quân và vũ khí trang thiết bị, 2 điểm kiểm soát, 1 trận địa phòng không và 1 kho đạn dược của đối phương, Bộ Tổng tham mưu cho hay. Tướng Sudon bị tố và chịu trách nhiệm cho thất bại ở vùng Kharkov. Uranska Pravda đưa tin, cựu chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, Trung tướng Yuri Sudon với tư cách là người đứng đầu nhóm tác chiến chiến lược Kotitsa phía bắc, chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov. Uranska Pravda nhận được đơn tố cáo của Tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov Bogdan Krotevych gửi tới Cục Điều tra Nhà nước SBI và công bố các cáo buộc quan trọng. Tài liệu nói rằng Trung tướng Sudon đã không ở Mariupol trong 1 giờ và đưa ra những mệnh lệnh mâu thuẫn với vị trí của Azov và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36. Đặc biệt, theo thông tin của ông Krotevych, tướng Sudon đã ra lệnh cho Lữ đoàn 36 xâm nhập vào nhà máy Azovstal và ra lệnh cho Azov đột phá vào nhà máy thép Unix. Nhưng vào thời điểm đó, Azov ở gần Azovstal hơn, còn thủy quân lục chiến ở gần nhà máy thép Ilyich hơn. Lời kêu gọi của ông Protevic gửi SBI cũng lưu ý rằng lữ đoàn Azov đã không nhận được bất kỳ loại đạn dược bổ sung nào trước khi bắt đầu phòng thủ Mariupol, và các công sự trong thành phố không được dựng lên do vấn đề liên lạc của Sudon với chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo tham mưu trưởng Azov, được mô tả trong đơn tố cáo, trong quá trình Mariupol bị bao vây, hoàn toàn không có sự tương tác với các đơn vị không thuộc đơn vị đồn trú Mariupol. Điều này đe dọa nhiều đơn vị khác nhau bằng hỏa lực thân thiện. Ông Krotevych tố cáo trung tướng lãnh đạo quân đội một cách không thỏa đáng, và các quyết định của ông ta đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng vệ binh quốc gia và các đơn vị khác của lực lượng phòng vệ. Ông Sudon với tư cách là chỉ huy nhóm lực lượng Khotitsa chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công thứ hai của Nga vào khu vực Kharkiv, nhưng sau khi được bổ nhiệm làm tư lệnh, viên tướng này đã bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh khó hiểu cho lữ đoàn 12 để chiếm các vùng đất thấp, cũng như tiến quân một cự ly tối thiểu trong thời gian ngắn mà không đủ đạn. Đồng thời, một người đối thoại cấp cao của Uranska Rabda trong lực lượng phòng vệ khẳng định rằng tướng Sudon trên cương vị chỉ huy lực lượng liên quân. Máy bay Nga tiến vào không phận Mỹ, đón quan chức hay mang thông điệp. Ngày 26 tháng 6, theo dữ liệu từ Flightradar24, một chiếc máy bay thuộc phi đội bay đặc biệt Nga đã cất cánh từ Moscow vào buổi sáng và đang hướng đến sân bay quốc tế John Kennedy JFK ở New York, Mỹ. Chiếc máy bay được xác định là Il-96RSD-738 thuộc phi đội bay đặc biệt của Nga đã cất cánh lúc 9 giờ sáng theo giờ Moscow, dự kiến hạ cánh lúc 11 giờ 46 phút. Người ta biết rất ít về phi đội bay đặc biệt của Nga, còn được gọi là phân đội hàng không riêng biệt thứ 235. Nó chịu trách nhiệm vận hành các máy bay của Điện Kremlin, bao gồm máy bay Il-96, máy bay Tu-214 và trực thăng Mi-38. Truyền thông nước Nga đưa tin có 2.500 người làm việc trong đơn vị này. Việc Mỹ cho phép máy bay Nga bay vào không phận nội địa là một sự kiện đáng chú ý, vì Washington đã áp đặt lệnh cấm bay đối với tất cả các hãng hàng không Nga từ tháng 3 2022. Tuy nhiên, Mỹ đã cấp phép ngoại lệ cho các chuyến bay chở các quan chức chính phủ Nga, cho phép họ di chuyển đến và đi từ Mỹ để thực hiện các hoạt động ngoại giao. Năm 2023, một chiếc máy bay TN-96 khác thuộc phi đội bay đặc biệt Nga đã thu hút sự chú ý khi thực hiện các điểm dừng tại Washington và New York. Nhiệm vụ của Il-96 là đưa các nhà ngoại giao Nga được lệnh rời khỏi Mỹ về nước. Lần này, chiếc máy bay RSD-738 hướng đến New York cũng dấy lên những đồn đoán về mục đích tương tự. Nhiều khả năng, chiếc máy bay này đang trên đường đón các quan chức chính phủ Nga, bao gồm nhân viên đại sứ quán hoặc các nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc. Giữa bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ, việc di chuyển của những nhân vật quan trọng này luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nga lên tiếng về nhà lãnh đạo mới của Liên minh NATO. Điện Kremlin cho rằng việc Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trở thành nhà lãnh đạo mới của NATO sẽ không làm thay đổi chính sách đối đầu của liên minh này với Nga. Theo TASS, trong ngày 26 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã có những nhận định về việc Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trở thành tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sự lựa chọn này sẽ khó tạo ra bất kỳ thay đổi nào trong đường lối chung của NATO và các nước thành viên. Trên thực tế, đây vẫn là liên minh nằm dưới sự lãnh đạo của Mỹ và đang nỗ lực gây ra một thất bại chiến lược với Nga. Hiện tại, NATO là liên minh đang đối đầu với Moscow, ông Peskov cho biết. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc có một nhà lãnh đạo mới sẽ không làm thay đổi tình hình thực tế, bởi Tổng thư ký và các thành viên NATO không thể tự đưa ra quyết định trong liên minh mà không có Mỹ. Cơ cấu của NATO không cho phép Tổng thư ký quyết định điều gì. Washington mới là bên điều hành mọi việc, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhận xét. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chúc mừng tới ông Rutte. Ông Zelensky mô tả Thủ tướng Hà Lan là một nhà lãnh đạo quyết đoán và có tầm nhìn. Cách đây một ngày, 32 quốc gia thành viên NATO đã chấp nhận việc Thủ tướng Mark Rutte giữ chức Tổng thư ký Liên minh trong 5 năm tới. Ông Rutte được bổ nhiệm chính thức sau khi đối thủ duy nhất của ông là Tổng thống Romania Carlos Iohannis thông báo từ bỏ cuộc đua. Theo kế hoạch dự kiến, ông Rutte sẽ chính thức tiếp quản nhiệm vụ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg từ tháng 10 2024. Tổng thư ký là người giữ vai trò chủ tịch của tất cả các ủy ban lớn thuộc NATO, là phát ngôn viên chính và cũng là người đứng đầu của đội ngũ nhân viên quốc tế của tổ chức. Nga cân nhắc khả năng hạ cấp quan hệ với phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói Nga đang cân nhắc hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây liên quan các chính sách của Mỹ và đồng minh đối với Moscow. Đài RT ngày 26 tháng 6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo rằng Nga có thể buộc phải hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây liên quan các chính sách mà ông cho là thù địch của Mỹ và đồng minh đối với Moscow. Liệu có thể đưa ra quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao không? Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Những quyết định như vậy sẽ được đưa ra ở cấp cao nhất, ông Ryabkov nói. Vị Thứ trưởng cảnh báo rằng tâm lý không bị trừng phạt của phương Tây trên trường quốc tế cuối cùng sẽ buộc Nga phải trả đũa quyết liệt hơn nếu tình hình không thay đổi. Tuy nhiên, ông Ryabkov cho biết hiện vẫn còn quá sớm để suy đoán về khả năng hạ cấp quan hệ này. Chúng tôi vẫn chưa triển khai một bước đi như vậy, bất chấp tất cả những diễn biến liên quan, giai đoạn hỗn loạn nhất trong quan hệ của chúng tôi với phương Tây, ông Ryabkov nói thêm. Ông Ryabkov còn cáo buộc Mỹ giúp lực lượng Ukraine xác định mục tiêu khi sử dụng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS tấn công lãnh thổ Nga. Tuần trước, 4 người đã thiệt mạng ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea, khi thành phố này bị tấn công bằng tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn chùm. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công, đồng thời triệu tập đại sứ Mỹ vì cho rằng Washington cũng có vai trò trong vụ việc. Sau khi bị Nga cáo buộc liên quan đến vụ tấn công, người phát ngôn Lầu Năm Góc Shelly Diaz nói rằng phía Ukraine đã tự đưa ra quyết định nhắm mục tiêu vào Crimea, theo hãng tin Reuters. Phần mình, lãnh đạo và quan chức Ukraine hiện tại vẫn im lặng hoặc tránh bình luận trực tiếp về vụ việc này. Bình luận về vụ việc, người phát ngôn của lực lượng hải quân Ukraine, ông Dmitry Peskov chỉ nói rằng Ukraine không nhắm hỏa lực, gây thiệt hại đối với các mục tiêu dân sự, đồng thời cáo buộc Nga ngó lơ sự an toàn của dân thường, theo hãng thông tấn Ukinform. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Mỹ bất ngờ nổi lên ở vùng biển gần Nga. Một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ tuần này bất ngờ nổi lên trên biển Na Uy. Động thái hiếm hoi này được đánh giá là nhằm phô trương sức mạnh và gửi thông điệp tới Nga. Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ hôm 26 tháng 6 đăng tải hình ảnh tàu ngầm hạt nhân USS Tennessee SSBN-734 nổi lên trên biển Na Uy. Tàu được hộ tống bởi tàu tuần dương tên lửa USS Normandy, máy bay trinh sát săn ngầm P-8A Poseidon và máy bay ngày tận thế E-6B Mercury. Theo thông tin do Hải quân Mỹ cung cấp, nhóm tàu chiến và máy bay Hải quân Mỹ đã hiện diện ở vùng biển Na Uy từ ngày 23 tháng 6. Vùng biển này giáp với biển Barents, nơi Nga đặt căn cứ của hạm đội phương Bắc. Loạt ảnh do hạm đội 6 đăng tải cho thấy tàu ngầm hạt nhân USS Tennessee di chuyển song song với tàu tuần dương USS Normandy, còn hai máy bay trinh sát liên lạc bay ở phía trên. Hải quân Mỹ không cho biết nhiệm vụ cụ thể hay điểm đến của nhóm tàu và máy bay trên. Hình ảnh mà hạm đội 6 đăng tải có kèm thông điệp: Tàu ngầm, tàu mặt nước và máy bay của hạm đội luôn sẵn sàng hành động. Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Hải quân Nga huy động tàu ngầm hạt nhân, tàu tên lửa và hai tàu hỗ trợ di chuyển qua Đại Tây Dương để tới Cuba. USS Tennessee là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio và là một trong bộ ba hạt nhân của Mỹ. Tàu có khả năng mang theo tối đa 20 tên lửa đạn đạo Trident. Theo Hiệp ước New START, mỗi tên lửa Trident mà Mỹ triển khai trên các tàu ngầm chỉ được lắp tối đa 4 đầu đạn hạt nhân. Hải quân Mỹ rất hiếm khi công khai vị trí của các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio để đảm bảo khả năng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Xuất hiện cùng tàu USS Tennessee và USS Normandy là hai máy bay trinh sát liên lạc của Hải quân Mỹ. Không rõ mục đích của Hải quân Mỹ khi huy động máy bay ngày tận thế E-6B Mercury trong đội hình hộ tống tàu USS Tennessee. Các máy bay E-6B Mercury đóng vai trò truyền tải mệnh lệnh từ cơ quan chỉ huy quốc gia tới các tàu ngầm hoạt động bí mật để phòng vũ khí hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp. Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, FAST, nói việc tàu ngầm USS Tennessee nổi lên là điều bất thường và có thể là tín hiệu mà Mỹ gửi đến Nga. Kể từ năm 2020, Mỹ đã nhiều lần huy động tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tới vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương nhằm thể hiện quan hệ hợp tác tăng cường giữa Mỹ, Na Uy và các nước thành viên NATO khác trong khu vực. Vùng biển Na Uy được coi là một trong những khu vực hàng hải quan trọng. Các tàu chiến và tàu ngầm Nga thuộc hạm đội phương Bắc cần đi qua vùng biển này để tiếp cận Đại Tây Dương. Do đó, Mỹ và các đồng minh NATO đã tăng cường hoạt động giám sát, cũng như thường xuyên đưa tàu chiến, tàu ngầm tới khu vực với mục đích phô trương sức mạnh. quân đoàn nước ngoài khét tiếng phát động phản công. Lính đánh thuê Colombia trong đội hình lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động cuộc tấn công gần Kharkov. Trong những tuần gần đây, số lượng lính đánh thuê nước ngoài gần Kharkov đã gia tăng đáng kể, bao gồm cả từ Colombia. Họ được ghi nhận đã tham gia hoạt động phản công dọc tiền tuyến. Trong bối cảnh lữ đoàn Charter thất bại và các cuộc tấn công bất thành của lữ đoàn Ju-82, lực lượng Ukraine buộc phải nhớ đến sự trợ giúp từ các chuyên gia nước ngoài để bù đắp tổn thất và củng cố vị trí của mình. Tuy nhiên, hiệu quả của những người lính đánh thuê này vẫn còn nhiều nghi vấn, đặc biệt là với những thất bại trước đó của họ. Lính đánh thuê Colombia trở thành một trong những nỗ lực cuối cùng nhằm củng cố các vị trí của Ukraine gần Kharkov. Trong số đó, báo chí đặc biệt chú ý đến cựu cảnh sát chống ma túy Miguel Cardinalo Montilo bị bắt ở Krasnogorovka. Trung đội của anh ta thuộc lữ đoàn 59 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả chiến đấu và huấn luyện của những người lính đánh thuê này. Mặc dù vậy, các lực lượng quốc tế, bao gồm binh sĩ Colombia, vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tích cực và chủ yếu chiếm giữ các chiến hào tại tiền tuyến. Hiệu quả của lính đánh thuê Colombia trên chiến trường còn nhiều nghi vấn, mặc dù tờ New York Times đưa tin hàng trăm cựu chiến binh quân đội Colombia có kinh nghiệm chiến đấu thực sự đang hoạt động trong đội hình quân đoàn quốc tế bên phía Ukraine. Tuy vậy, trên thực tế, sự hiện diện của họ chưa mang lại thành công đáng kể. Những tổn thất lớn và khó khăn trong việc thành lập lực lượng dự bị khiến chúng ta nghĩ đến lợi ích thực sự của những chuyên gia nước ngoài này đối với quân đội Ukraine. Quân đoàn quốc tế bao gồm lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Colombia, đã trở thành nhân tố then chốt trong chiến lược của Ukraine. Con số chính xác, những người lính này trên tiền tuyến vẫn chưa được biết, nhưng theo một số ước tính, chúng ta có thể nói về khoảng 5-6.000 người. Mặc dù còn một số tranh cãi, nhưng hiệu quả của lính đánh thuê Colombia vẫn không thể phủ nhận, khi ít nhiều giúp quân đội Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn và Nga cần phải đặc biệt chú ý tới họ. Nga liên tiếp thắng lợi, Mỹ gấp rút tính kế mới, lần đầu tiên đưa hàng trăm nhà thầu quân sự tới Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden bắt đầu xem xét lại một cách nghiêm túc những hạn chế này trong vài tháng qua, khi Nga tiếp tục đạt được những thắng lợi trên chiến trường và nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine bị đình trệ tại Quốc hội. Loạt thay đổi trong chính sách của Mỹ với Ukraine. CNN dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm các nhà thầu quân sự Mỹ triển khai tới Ukraine. Điều này sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể khác trong chính sách với Ukraine của chính quyền Tổng thống Biden, khi Mỹ đang tìm cách giúp quân đội Ukraine chiếm thế thượng phong trước Nga. Các quan chức cho biết, sau khi được phê duyệt, thay đổi này có thể sẽ được ban hành trong năm nay. Điều này có nghĩa là Lầu Năm Góc có thể cung cấp cho các hợp đồng làm việc bên trong Ukraine cho các nhà thầu quân sự Mỹ lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào năm 2022. Chính quyền Tổng thống Biden bắt đầu xem xét lại một cách nghiêm túc những hạn chế trong vài tháng qua khi Nga tiếp tục đạt được những thắng lợi trên chiến trường và nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine bị đình trệ tại Quốc hội. Việc cho phép nhà thầu Mỹ có kinh nghiệm hiện diện ở Ukraine có nghĩa là họ sẽ có thể giúp đỡ sửa chữa các thiết bị hư hỏng có giá trị cao nhanh hơn nhiều. Một hệ thống tiên tiến mà các quan chức cho rằng có thể sẽ cần được bảo trì thường xuyên là máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine dự kiến nhận vào cuối năm nay. Các cuộc thảo luận diễn ra sau một loạt quyết định mà Mỹ đưa ra trong những tháng gần đây nhằm cố gắng giúp Ukraine đánh bại Nga. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Nga gần biên giới với thành phố Kharkov của Ukraine bằng vũ khí của Mỹ, một yêu cầu mà Mỹ từng nhiều lần từ chối trong quá khứ. Tuần trước, chính sách này tiếp tục được mở rộng một lần nữa khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Ukraine có thể phản công bất cứ nơi nào dọc biên giới Ukraine-Nga bằng vũ khí của Mỹ. Nhà thầu quân sự Mỹ sẽ hiện diện ở Ukraine. Các quan chức hiện tại và trước đây quen thuộc với các cuộc thảo luận về việc triển khai các nhà thầu tới Ukraine, nhấn mạnh rằng sự thay đổi chính sách có thể sẽ dẫn đến từ vài chục đến vài trăm nhà thầu làm việc tại Ukraine cùng một lúc. Nhưng điều này không tương tự như sự hiện diện áp đảo của các nhà thầu Mỹ như ở Iraq và Afghanistan. Các quan chức cho biết họ hy vọng điều này sẽ đẩy nhanh quá trình bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí đang được quân đội Ukraine sử dụng. Do đó, các thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp bị phá hỏng đáng kể trong chiến đấu phải được vận chuyển khỏi Ukraine đến Ba Lan, Romania hoặc các nước NATO khác để sửa chữa mất nhiều thời gian. Quân đội Mỹ cũng sẵn sàng giúp đỡ Ukraine trong việc bảo trì và hậu cần thường xuyên hơn, nhưng chỉ từ xa, thông qua video hoặc điện thoại bảo mật. Ukraine thừa nhận tình hình ở tiền tuyến Kharkov vẫn rất bất ổn. Người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov hôm 26 tháng 6 đã lên tiếng thừa nhận tình hình ở thị trấn tiền phương vô tràn khó lường khi các trận giao tranh trên đường phố vẫn tiếp diễn khốc liệt. Các trận giao tranh trên đường phố ở thị trấn biên giới Volchan vẫn tiếp diễn khiến tình hình rất bất ổn và khó lường, tỉnh trưởng Kharkov, ông Oleh Syniehubov nói. Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn nhỏ cách biên giới chỉ 5 km ngay sau khi phát động một cuộc tấn công ở khu vực Kharkov vào tháng 5. Và Moscow hiện giành quyền kiểm soát lượng lớn lãnh thổ ở đây, mặc dù cuối tháng 5, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Nga đã sa lầy ở Volchan. Trong khi đó, theo ông Syniehubov, hàng chục binh sĩ Nga bị chặn bên trong một cơ sở công nghiệp bên trong thị trấn, dường như đề cập đơn vị bị tách khỏi lực lượng chủ lực Nga hồi tuần trước. Phía Nga đang cố gắng vượt qua và tìm cách đột phá nhưng liên tục chịu tổn thất ở khu vực này, tỉnh trưởng Syniehubov nói nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Ông cho biết thêm, trước đó Nga đã sử dụng máy bay để tấn công Volchan và các khu vực định cư biên giới khác trong những ngày qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công gần Volchan nhưng khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin do giới chức Ukraine đưa ra, nhưng thông báo cánh quân Bắc đã loại khỏi vòng chiến các đơn vị thuộc 7 lữ đoàn của đội quân Ukraine tại hàng loạt khu vực thuộc tỉnh Kharkov, trong đó có 2 điểm nóng là thành phố Volchan và làng Lipsy. Volchan có dân số trước chiến tranh là khoảng 18.000 người, nhưng hiện nay gần như bị bỏ hoang do người dân đã đi tị nạn khỏi cuộc chiến ác liệt. Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Ukraine mở cuộc phản công mới. Có thông tin cho rằng chính quyền Kiev có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công khác trước hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Washington từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 26 tháng 6. Theo bà Zakharova, chính phủ Ukraine dường như không lo ngại rằng nếu họ tiếp tục thực hiện kế hoạch phản công, tổn thất có thể thậm chí còn khủng khiếp hơn những tổn thất thảm khốc mà lực lượng vũ trang Ukraine từng phải gánh chịu trong chiến dịch liều lĩnh trước đó vào mùa hè năm 2023. Sputnik hồi tháng 4 dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kế hoạch phản công mới của Ukraine chắc chắn sẽ kết thúc trong thảm họa hoàn toàn và sẽ là thất bại cuối cùng của Ukraine, là sự khởi đầu của một tiến trình hòa bình theo điều kiện của Nga. Quan chức này cho rằng Ukraine đang tìm cách lấp đầy sự thiếu hụt nhân sự khổng lồ của quân đội bằng luật huy động quân mới. Kiev đang đối mặt với nhiều thách thức khi thiếu hụt cả nguồn nhân lực và vũ khí. Trước đó, báo West Mỹ dẫn lời một chuyên gia nhận định Ukraine có thể đang tập hợp lại lực lượng nhằm mục tiêu mở rộng cuộc phản công mới vào năm 2024, sau khi các cuộc tấn công từ tháng 6 năm 2023 không thể xuyên phá được qua tất cả các lớp phòng vệ của Nga. Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã không giành được bất kỳ bước tiến đáng kể nào mặc dù được tăng cường với số lượng lớn thiết bị của phương Tây. Vài tháng sau cuộc phản công, ngay cả các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, cũng bắt đầu thừa nhận rằng họ không đạt được mục tiêu đề ra. Trả lời phỏng vấn báo Bild của Đức hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới. Kế hoạch này phụ thuộc lớn vào việc Mỹ nối lại viện trợ cũng như phương Tây hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng. Ông tin rằng với công nghệ quân sự của phương Tây, cuộc phản công mới của Ukraine sẽ đánh bại Nga. Việc quân đội Nga tiếp tục mở rộng sau 2 năm xung đột bất chấp tổn thất cho thấy thách thức không nhỏ đối với Ukraine, quân đội vốn bị áp đảo cả về nhân lực, vũ khí và đạn dược. Cố vấn an ninh quốc gia người Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 5 cho rằng Ukraine sẽ tìm cách tiến hành một cuộc phản công mới trong năm 2025 nhờ nhận được viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD của Mỹ. Ông Sullivan nhận định, với viện trợ mới từ Washington, Kiev sẽ có khả năng giữ phòng tuyến và đảm bảo chống chọi được với cuộc tấn công của Nga trong suốt năm 2024. Kiev thất thủ gần Sinkovka, Nga tăng tốc ở Kupiansk. Nga tiến nhanh ở Kupiansk. Kênh Military Summary đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga do phía Mỹ khởi xướng. Ngay sau thông báo này, người ta nhìn thấy một chiếc máy bay của chính phủ Nga trên cổng thông tin theo dõi chuyến bay Flightradar24 khởi hành từ Moscow tới New York. Chính phủ Ukraine hiện bác bỏ hoàn toàn kế hoạch đàm phán hòa bình. Tại khu vực Kupiansk, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Petropavlivka. Theo dữ liệu định vị địa lý, họ đã tiến lên khoảng 1,5 km. Theo hướng Siversky, các báo cáo chỉ ra rằng lực lượng Moscow đã chiếm được làng Krasnolivka, mặc dù không có xác nhận trực quan nào về điều này. Ukraine thất thủ gần Sinkovka. Kênh Readovka đưa tin, lực lượng Moscow đã chiếm được một vị trí quan trọng của đối phương gần làng Sinkovka, một thành trì kiên cố của lực lượng Kiev trong khu vực Kupiansk và án ngữ bảo vệ thành phố Kupiansk từ phía Bắc. Cụ thể, trên mặt trận Kupiansk, quân Nga tiếp tục bao vây Stelmakovka nằm ở phía nam thành phố. Để tạo điều kiện thuận lợi cho mũi tấn công chủ yếu, lực lượng Moscow đã phát động cuộc đột kích vào Hút, một vị trí quan trọng nằm ở phía đông Sinskovka. Lực lượng Kiev đã biến khu vực xung quanh ngôi làng thành một hệ thống công sự hỗ trợ lẫn nhau bằng hỏa lực. Bản thân Sinskovka đã trở thành tuyến yểm trợ chính cho Kupiansk từ phía bắc. Trong một cuộc tấn công mãnh liệt, nhóm lực lượng Kiev tại Hút đã thất thủ. Việc kiểm soát vị trí này theo thời gian sẽ không chỉ cho phép Nga tiếp cận sườn và phía sau của đối phương ở Sinskovka mà còn có thể tiến về phía Petropavlovka. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bằng cách chiếm giữ Hút, lực lượng Moscow đã tạo ra một tình thế căng thẳng cho đối phương. Do một phần lực lượng bị bao vây, Kiev sẽ không thể chuyển sang các khu vực khác được nữa. Ukraine phản công ác liệt ở Avdiivka. Kênh Priva cho biết, trong ngày qua, quân đội Nga tấn công các cơ sở của đối phương ở Kharkov, Belgorod, Dnipropetrovsk, Odessa và Nikolaev. Ngược lại, lực lượng Kiev tiếp tục pháo kích vào khu vực biên giới Nga và cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương ở vùng Smolensk bằng UAV. Tại khu vực Kupiansk và Vatovo, quân Nga đang tiến về Petropavlovka từ Olshana, đồng thời cũng đã mở rộng vùng kiểm soát trên các hướng tiếp cận Stelmakovka. Ở Avdiivka, quân Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương tại khu vực Yasnorodovka và đang tiến hành các trận chiến ác liệt tại khu vực Sokol và Novobokrovskoye. Tại khu vực Remaivka, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Staromakoye và ở Urozhanoye. Uranska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26 tháng 6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày, 116 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra trên mặt trận. Báo cáo có đoạn, Nga tiến hành 43 đợt không kích, thả 57 quả bom KAB. Ngoài ra, đối phương còn triển khai 359 UAV và thực hiện hơn 2.700 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí. Bộ Tổng tham mưu khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sevetsky, Ramatos, Torres. Đối phương đang tấn công mạnh mẽ vào tuyến phòng thủ tại Borovsky. Trên mặt trận này, trong ngày họ đã tăng cường nỗ lực, tổng cộng 37 cuộc tấn công đã được thực hiện. Tại Kurakovsky, Nga thực hiện 8 lần xung phong nhưng đều không thành công, báo cáo viết. Trong ngày, lực lượng không quân và tên lửa pháo binh Ukraine đã tấn công 15 khu vực tập trung quân và vũ khí trang thiết bị, 2 điểm kiểm soát, 1 trận địa phòng không và 1 kho đạn dược của đối phương, Bộ Tổng tham mưu cho hay. Tướng Sudon bị tố và chịu trách nhiệm cho thất bại ở vùng Kharkov. Uranska Pravda đưa tin, cựu chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, Trung tướng Yuri Sudon với tư cách là người đứng đầu nhóm tác chiến chiến lược Kotitsa phía bắc, chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov. Uranska Pravda nhận được đơn tố cáo của Tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov Bogdan Krotevych gửi tới Cục Điều tra Nhà nước SBI và công bố các cáo buộc quan trọng. Tài liệu nói rằng Trung tướng Sudon đã không ở Mariupol trong 1 giờ và đưa ra những mệnh lệnh mâu thuẫn với vị trí của Azov và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36. Đặc biệt, theo thông tin của ông Krotevych, tướng Sudon đã ra lệnh cho Lữ đoàn 36 xâm nhập vào nhà máy Azovstal và ra lệnh cho Azov đột phá vào nhà máy thép Unix. Nhưng vào thời điểm đó, Azov ở gần Azovstal hơn, còn Thủy quân Lục chiến ở gần nhà máy thép Unix hơn. Lời kêu gọi của ông Krotevych gửi SBI cũng lưu ý rằng Lữ đoàn Azov đã không nhận được bất kỳ loại đạn dược bổ sung nào trước khi bắt đầu phòng thủ Mariupol, và các công sự trong thành phố không được dựng lên do vấn đề liên lạc của Sudon với chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo tham mưu trưởng Azov, được mô tả trong đơn tố cáo, trong quá trình Mariupol bị bao vây, hoàn toàn không có sự tương tác với các đơn vị không thuộc đơn vị đồn trú Mariupol. Điều này đe dọa nhiều đơn vị khác nhau bằng hỏa lực thân thiện. Ông Krotevych tố cáo Trung tướng lãnh đạo quân đội một cách không thỏa đáng và các quyết định của ông ta đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng vệ binh quốc gia và các đơn vị khác của lực lượng phòng vệ. Ông Sudon với tư cách là chỉ huy nhóm lực lượng Kotitsa chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công thứ hai của Nga vào khu vực Kharkov, nhưng sau khi được bổ nhiệm làm tư lệnh, viên tướng này đã bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh khó hiểu cho Lữ đoàn 12 để chiếm các vùng đất thấp, cũng như tiến quân một cự ly tối thiểu trong thời gian ngắn mà không đủ đạn. Đồng thời, một người đối thoại cấp cao của Uranska Pravda trong lực lượng phòng vệ khẳng định rằng tướng Sudon trên cương vị chỉ huy lực lượng liên quân. Phương Tây từ chối trao cho Ukraine cam kết an ninh vững chắc. Phương Tây từ chối cung cấp cho Ukraine bất kỳ đảm bảo an ninh nghiêm túc nào trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev ngay từ đầu cuộc xung đột, một quan chức Ukraine cho hay. Tạp chí Times dẫn lời nghị sĩ David Arakhamia, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga và Ukraine đã ngồi vào bàn đàm phán và đạt được phác thảo chung về một thỏa thuận. Theo dự thảo thỏa thuận đó, Nga và các quốc gia khác sẽ cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh, trong khi Kiev nhất trí trung lập vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là Ukraine sẽ phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Theo Time, trong khi Nga dường như sẵn sàng xem xét các điều khoản này, các cuộc đàm phán đã sớm đổ vỡ vì một số lý do, bao gồm cả những cáo buộc về tội ác chiến tranh của Nga ở thị trấn Bucha ở ngoại ô Kiev. Ông Arakamia tiết lộ, một lý do chính xác là phương Tây đã từ chối đưa ra bất kỳ cam kết chắc chắn nào về việc ngăn chặn Nga đưa quân vào Ukraine một lần nữa trong tương lai. Nghị sĩ này nói, họ thực sự đã khuyên chúng tôi không nên đưa ra những đảm bảo an ninh lâu dài. Đồng thời, sự thất bại của cuộc đàm phán xuất phát từ tình hình chiến trường khi quân đội Nga rút khỏi một số khu vực, trong đó có vùng ngoại ô Kiev. Moscow cho biết họ rút quân khỏi khu vực lân cận thủ đô Ukraine như một cử chỉ thiện chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán đang diễn ra vào thời điểm đó, khi Ukraine cố gắng giành được nhiều vị thế hơn vào mùa thu năm 2022. Các nước phương Tây thúc giục Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình từ thế mạnh. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ kể từ tháng 3 2022. Đến nay, hai bên đều khẳng định luôn để ngỏ đàm phán, song không chấp nhận các yêu cầu của đối phương. Hé lộ thông tin về thỏa thuận an ninh EU-Ukraine, Liên minh châu Âu sẽ hứa hẹn gì với Kiev? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU tại Brussels, Bỉ vào ngày 27 tháng 6 và ký kết một thỏa thuận về các cam kết an ninh của EU đối với Kiev. Hãng tin AFP dẫn một thông báo của văn phòng Tổng thống Pháp ra ngày 25 tháng 6 nêu rõ, Tổng thống Zelensky sẽ có mặt tại lễ khai mạc hội nghị để thảo luận về Ukraine và đặc biệt là về các chủ đề cam kết an ninh. Theo các quan chức châu Âu, các thành viên EU đã chấp nhận một thỏa thuận về những đảm bảo an ninh và sẽ ký kết vào ngày 27 tháng 6. Giống như các thỏa thuận an ninh khác mà Ukraine đã ký kết, văn bản này của EU nhằm tăng cường hỗ trợ quốc gia bị xung đột tàn phá này trong tương lai. Một dự thảo mà AFP có được cho biết, EU sẽ xem xét tiếp tục tài trợ về cung cấp vũ khí cho Kiev, tiếp tục huấn luyện quân đội Ukraine và tăng cường nỗ lực củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, không có cam kết cụ thể nào về viện trợ mới của EU. Văn phòng Tổng thống Pháp lưu ý rằng EU có cam kết an ninh tập thể để hỗ trợ Kiev, bên cạnh các thỏa thuận song phương giữa một số quốc gia thành viên với Ukraine. Cũng trong ngày 25 tháng 6, EU đã gia hạn quyền của người tị nạn Ukraine được ở lại trong khối này thêm một năm nữa, đến tháng 3 2026. Hiện khoảng 4,2 triệu người Ukraine đăng ký tị nạn ở khắp EU, trong đó có Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc là những quốc gia có số lượng lớn nhất. Vất vụ khanh phụ trách tị nạn và di cư của Bỉ Nicola Rimor khẳng định những người muốn sơ tán khỏi cuộc xung đột tại Ukraine có thể tiếp tục tin tưởng vào tình đoàn kết của EU. Những người được hưởng quyền bảo vệ tạm thời cũng có các quyền giống như của EU, gồm giấy phép cư trú, tiếp cận thị trường lao động và nhà ở, hỗ trợ y tế, phúc lợi xã hội và tiếp cận giáo dục. Tình báo Ukraine tiết lộ vũ khí đặc biệt giúp tiêu diệt hàng nghìn mục tiêu Nga. Radar trích dẫn tuyên bố của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, vệ tinh ICI được quỹ Serhiy Petula mua tặng cho các lực lượng vũ trang Ukraine bằng tiền quyên góp từ người dân đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc phát hiện, giúp tiêu diệt hàng nghìn mục tiêu của Nga trong gần 2 năm. Cơ quan trên cho biết trong suốt thời gian sử dụng vệ tinh nhân dân ICI, các chuyên gia đã chụp được tổng cộng 4.173 ảnh mục tiêu của Nga, giúp lực lượng vũ trang lên kế hoạch tấn công và tiêu diệt chúng. Các mục tiêu này bao gồm 370 căn cứ không quân, 238 vị trí của hệ thống phòng không và trinh sát vô tuyến, 153 kho xăng dầu, 147 điểm cất giữ tên lửa và vũ khí trên không và đạn dược, 17 căn cứ hải quân của Nga. Ngoài ra, vệ tinh nhân dân còn hỗ trợ giám sát các cơ sở trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới hậu cần của nước này, bao gồm cả cây cầu trọng yếu nối bán đảo Crimea và đất liền Nga. Ưu điểm của vệ tinh ICI nằm ở khả năng phát hiện rõ ràng các cụm đơn vị cơ giới hóa được ngụy trang tỉ mỉ của Nga. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh thêm rằng khoảng 38% toàn bộ dữ liệu được thu nhờ ICI đã được sử dụng để chuẩn bị tấn công đối phương, gây ra tổn thất hàng tỷ đô la cho Nga. Theo cơ quan này, cái giá mà Nga phải trả khi tiến hành chiến dịch quân sự Ukraine sẽ tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, vệ tinh ICI có thể xác định chính xác loại và kiểu máy bay chiến đấu, tàu, hệ thống phòng không Nga. Chúng cũng có thể ghi lại mức độ thiệt hại đối với các mục tiêu bị ảnh hưởng. Vào ngày 18 tháng 8 2022, quỹ Shehi Britula, một quỹ từ thiện Ukraine gây quỹ cho các nhu cầu quân sự và nhân đạo Ukraine, đã quyên góp được 600 triệu hryvnia, khoảng 16 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó để mua quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hình ảnh vệ tinh ICI của Phần Lan cho quân đội Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khả năng cao xảy ra xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân trong tương lai, đồng thời Nga đang xem xét các biện pháp để giảm thiểu rủi ro từ mối nguy này. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân cao, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát biểu của ông Ryabkov ngày 25 tháng 6. Ông Ryabkov tiết lộ Moscow đang tiến hành xem xét các kịch bản có khả năng xảy ra trong tương lai, cũng như biện pháp để giảm thiểu rủi ro từ một cuộc đụng độ trực tiếp. Điện Kremlin nhận thấy cần thiết phải tổ chức một cuộc đối thoại về vấn đề này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nga cáo buộc các đối thủ phương Tây cố tình đưa ra những yêu sách nhằm ngăn chặn các nỗ lực đàm phán an ninh của Nga. Theo ông Ryabkov, phương Tây đang có xu hướng lờ đi các chính sách thù địch nhằm vào Nga và kéo Moscow quay lại bàn đàm phán theo hình thức như trước khi quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi như hiện nay. Thứ trưởng Sergei Ryabkov lo ngại việc quay lại đối thoại theo cách thức trước đây không thể dung hòa được những lợi ích an ninh cơ bản, đặc biệt là trong giai đoạn leo thang căng thẳng như hiện nay. Thứ trưởng Ryabkov nói thêm rằng các biện pháp phòng chống vũ khí hạt nhân những năm gần đây sẽ đảm bảo an ninh của nước Nga trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, phương Tây sẽ nhận lấy hậu quả chết người nếu đánh giá thấp khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Moscow. Những tuần vừa qua, Nga liên tục đưa ra lời cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây đang gia tăng vì cuộc xung đột ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24 tháng 6 xác nhận Nga đang thay đổi học thuyết hạt nhân một ngày sau vụ tấn công ngày 23 tháng 6 vào bán đảo Crimea, khu vực Nga sát nhập từ Ukraine vào năm 2014. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga Andrei Katabolov ngày 23 tháng 6 cho biết thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và sự an toàn của nước Nga. Thực hư máy bay trinh sát RQ-4B Mỹ bị MiG-31 bắn hạ trên Biển Đen. Theo Bulgarian Military, một số trang tin quân sự và mạng xã hội xuất hiện thông tin một máy bay không người lái trinh sát RQ-4B của Không quân Mỹ đã bị bắn hạ trên Biển Đen. Chủ đề này đang làm nóng mạng xã hội X và Telegram, nơi người dùng đang xôn xao bình luận, mặc dù bằng chứng xác thực vẫn còn khan hiếm. Tài khoản đầu tiên đưa ra tuyên bố này trên mạng X có tên là US Civil Defense News. Thông tin hồ sơ của tài khoản US Civil Defense News ghi, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, cựu cố vấn chính trị cho tướng 3 sao của NATO, cựu nhân viên quốc hội, thương binh và cựu chiến binh chiến tranh Iraq. US Civil Defense News viết trong X là cập nhật một chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã bắn hạ máy bay RQ-4B Global Hawk của Mỹ trên Biển Đen gần Crimea khi chiếc máy bay không người lái do thám của Mỹ đang tìm kiếm và cung cấp thông tin mục tiêu cho tên lửa NATO ở Ukraine. Thông tin chưa rõ ràng. Chỉ vài giờ trước bài viết này, US Civil Defense News cũng đã công bố thông tin cập nhật về cuộc xung đột ở Ukraine. Báo cáo nêu rằng Moscow đã quyết định thiết lập vùng cấm bay trên Biển Đen. Động thái này là để đáp trả các nỗ lực trinh sát trên không của Mỹ và đồng minh, vốn đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các mục tiêu của Nga. Sau đó, hai bài đăng đã được hợp nhất thành một bài có nội dung "Chúng tôi đã thông báo trước khi nó xảy ra, bây giờ Nga vừa bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên Biển Đen." Điều này ám chỉ đến quyết định trước đó của Moscow về việc tạo vùng cấm bay trên Biển Đen. Trên Telegram, một cuộc tranh luận đã nổ ra liên quan đến một máy bay không người lái RQ-4B bị bắn hạ. Các chuyên gia phân tích của Bulgarian Military đã theo dõi các bình luận và đọc được nhiều ý kiến cho rằng một chiếc máy bay không người lái RQ-4B đã mất tín hiệu. Điều này dẫn đến suy đoán rằng nó đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bài viết này được viết, vẫn chưa có xác định chính thức nào từ Nga, Ukraine, châu Âu hoặc Mỹ về việc một máy bay không người lái trinh sát bị bắn hạ trong vòng 24 giờ qua, dù là RQ-4B hay RQ-9. Ngay cả hãng thông tấn của Nga như avia.ro cũng đưa tin rằng sự cố vẫn chưa được xác minh. Hơn nữa, trong bản cập nhật hàng ngày về tình hình ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập bất cứ điều gì về máy bay không người lái RQ-4B hay RQ-9, các sự cố liên quan trên Biển Đen hoặc sự tham gia của một chiếc MiG-31 trong nhiệm vụ trên Biển Đen. Vì cả Nga và Ukraine đều có xu hướng công khai ăn mừng việc bắn hạ thiết bị của đối phương, nên việc không có báo cáo như vậy xuất hiện, đặc biệt là từ Nga cho thấy thông tin trên chưa được xác nhận hoặc hoàn toàn thiếu thông tin. Các chuyên gia của Bulgarian Military lưu ý rằng, bộ đáp radar trên máy bay không người lái trinh sát tạm thời mất liên lạc, không nhất thiết có nghĩa là nó bị bắn hạ hoặc hư hỏng. Những người điều khiển máy bay không người lái thường sử dụng chiến thuật này như một phần trong các cuộc diễn tập chiến lược của họ. Ví dụ, trong một cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào Crimea mà Nga đã quy cho Mỹ vì sự hiện diện của một máy bay không người lái trinh sát trên Biển Đen. Trong nhiệm vụ này, các chuyên gia quan sát thấy bộ đáp radar của máy bay không người lái đã bị người điều khiển cố tình tắt tại một thời điểm nhất định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!